Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay trên tay mình đây là chiếc iPhone 6S. Và tình trạng là đang bị bể màn hình nhé. Và hôm nay mình sẽ làm video như là phục hồi lại chiếc iPhone 6S bị bể màn hình này cho các bạn xem nhé. Đây, con này thì là vỏ lên nhé. Độ iPhone 8 nhé các bạn nhé. Độ iPhone 8 nhé. 6S nhưng mà độ iPhone 8 nhé. Mình đầu tiên mình nhận mình cứ tưởng là iPhone 8 ấy, nhưng mà khách bảo là 6S độ rồi. Và mình sẽ tháo ra bên nhìn bên trong là xem là như thế nào mình biết ngay. Chứ mình cần nhìn thì mình biết ngay chứ bên trong là như thế nào nội thất. Độ nhìn rộng rất là đẹp nhé. Đây các bạn ạ. Đây. Bò bên trong là iPhone 6S nhé. Được lên cực kỳ đẹp nhé. Với những iPhone 6S ép kính ấy, thì mình phải tháo màn hình, tháo cái chân pin ra nhé. Tắt nguồn không được. Phải tháo cái chân pin này để cho an toàn. Việc tháo chân pin này là để tránh coi như là bị chập đèn màn hình. Chắc là tầm 7 giờ đến mà lấy. Con các cái ứng đi được nhưng mà con cái ứng thôi 7 giờ xong lấy nên thể đi. Em lấy chút thế nào? Còn 20 kia chắc là quảng. Con Nokia thì quảng kia. Đôi đang đi lấy cáp sạc của nó đang phải thay cái cáp sạc đấy. Nó bị hỏng. Hỏng mấy cáp sạc nó sạc không lên đi. Tầm 7 giờ lên. Nhá. Tối. Màn zin là tháo ủ chuối phết. Sao ủ xong nước chưa? Xong rồi. Cất cốc đi. Cái gì gọi về đấy đi. Rồi bạn nốt xong cái màn này sẽ tải cho anh. Chuyển sang cho anh chị. Có video. Đây cái màn zin là rất là khoai nhé các bạn. Được cái màn zin được cái viền này mình bẻ là dễ này. Nhưng bọn mình làm thì bẻ là dễ. Vừa đưa 20 đấy, còn 20 cơ mà. 20 của chú anh vừa đưa xong. Nhưng mà đưa giá anh 10.000 rồi. Trả đâu? Sao? Chưa giả. Chưa giả lại à? Chưa giả lại. Giả rồi. Cần bật em camera soi không? Thì à. Mình nhìn đâu? Mày cái camera không? Mình nhìn đâu?
Và bây giờ mình sẽ tiến hành nó như là chuyển chuyển chiếc màn ra cái bàn nhiệt để mình cắt kính ra nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thì vỡ kinh khủng. Đây các bạn nhìn tay mình vỡ hết. Đen xì hết cả tay. Vâng, như vậy quá trình cũng như là mình cắt kính ra khỏi màn thành công, và bây giờ mình sẽ test thử xem là lên ok không nhé. Anh ấy chưa có tắt con này một chiếc được không? Ui, hôm nay thì anh... Có ai có đâu? Không chịu với em lấy được không? Hôm nay hôm nay hết sạch tiền. Tiền à? Ừ. Hết sạch mà. Vâng ạ. Và màn đã lên là ok nhá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là ép kính nhá. Vệ sinh. Mình sẽ tiến hành là vệ sinh sạch keo và ép kính nhá. Như vậy là quá trình ép màn ép kính con 6S nhỏ là mình đã thành công rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào luôn, nhưng mình không phải test. Test mất thời gian lắm. Mình con nào mình tay tin mình khẳng định là được rồi thì mình cứ làm thoải mái thôi. Chết rồi, xóa mất cái thay màn Z510 rồi. À, ra máy tính rồi. Đấy. Bây giờ có người cho anh 1 triệu, anh có lấy không? Ai? Có người cho anh 1 triệu. Ví dụ. Bao nhiêu triệu chẳng lấy. Chẳng lấy. Sao? Chẳng lấy. Sao? Có lấy. Có lấy. Bây giờ cho anh 11 tỷ. Nhưng mà đổi lấy con mắt của anh người yêu. Bây giờ cũng là 10 tỷ. Nhưng mà lấy đi cánh tay của anh người yêu. Anh không lấy cơ thể anh. Anh không lấy cơ thể anh. Để cho 10 tỷ, lấy chỉ lấy một chân thôi. Sao? Cho rất rất nhiều tiền nhưng mà chỉ lấy đi một chân thôi. Có số tiền anh mua cái chân giả được thì sao? Chân giả được thì sao? Chân thật trả ngay chân giả. Bao nhiêu tiền? Để anh cần muốn đổi bao nhiêu tiền? Đúng, không tiền. Hả? Không tiền. Không cần tiền à? Hả? Được. Chỉ có anh lừng. Con mày gì nhỉ? Em con 6 á? Mật khẩu là gì nhỉ? Hai chín ấy. 3946. Con này thay màn vô tội vạ nhỉ? Dạ. Con này thay màn khá nhiều nhỉ? Vâng. Chào bác chưa? Chào con. Chào bác bằng mồm nè, không phải chào bác bằng giơ tay không đâu. Chào bác. Được rồi. Chưa giảm cương lực. Còn giảm các cương lực à?
bình thường. Không, màn sạch rồi. À, của em ép kính đúng không? Ép kính rồi thì không phải đau. 500. Ok. Có đứa ấy thích chẳng? Nhìn trắng trẻo khôi ngô nhỉ. Các bạn chú thì vợ thì như thế là tốt đấy. Vợ thì đủ dai đủ dai thì là tốt. Alo. À, nhờ nhà em nay tạm hết rồi hàng rồi nhờ. Hết hàng rồi. Vâng rồi. Khách bật hết rồi. Vâng. Không không. Chạy hết. Chắc là chờ một hai nữa. Và vâng vâng anh chị em. Vâng. Đấy, vặn một chiếc máy là khá là lâu đấy các bạn. Xót hết cả ruột. Lola. Dạ. Có xỉu à? Con nhà bác cả anh thứ hai. Anh lấy gì à? Anh lấy can bia. Hôm ăn nhà con này. Con mày ốc rồi tú rồi lu. Đưa 5.000 thì anh xin lên 5.000. Giả cái kia một cốc bia. Xin gì? 5.000 anh xin. Nó tích rồi đó. Đây, mình đã bật nguồn lên rồi nhá. Mình sẽ test thử phần. Phần này thì con này thì mình có mật khẩu. Khi mới bật lên màn rung này thì không ảnh hưởng gì nhé. Tại vì mình tháo ra là sốc pin là bình thường. Vâng, loa trong thì đã ok nhé các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp nốt cái phần chân pin.
Tiếp đến là cái chân màn hình nhé. Nghe tận dụng nhé. Nhìn chưa? Khách gọi đi nhà liên tục. Như mình đã vặn lồng ốc là ok nhé. Và mình sẽ xìu chỗ nào sửa ốc cho nên mình sẽ điểm lại nốt lại nhé. Như vậy ốc lồng ốc đã đủ rồi. Và mình bây giờ sẽ tiến hành là ráp vào. Vâng, như vậy thì mình đã ép kính thành công con chiếc iPhone 6S nhé. Chắc là mình xin dừng clip tại đây. Các bạn nhớ thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.